Hôm nay chúng ta sẽ viết về thông điệp thứ 10 các bạn nhé. Với thông điệp thứ 10 này thì đây mình sẽ đánh dấu vào đây, chúng ta sẽ viết thông điệp thứ 10 đây. Đấy. Với thông điệp thứ 10 này thì mình đã chọn ra một cái thông điệp rất là hay và mình sẽ đọc qua cho các bạn một chút nhé. Đừng phó mặc cuộc đời cho người khác, hãy vươn lên bằng chính đôi tay của mình, tự thân vận động để giành lấy thứ bạn muốn, và cho dù kết quả có ra sao đi nữa, bạn cũng có thể tự an ủi rằng ít ra mình đã không sống một đời thừa. Ít ra là chúng ta đã làm những cái công việc mà hay là những cái mà sở thích mà mình đã muốn, đã gọi là ấp ủ từ lâu, và dù có thất bại hay là thành công đi chăng nữa thì chúng ta thấy là cũng không có gì gọi là muộn màng và hối hận. Ít ra thì mình đã không sống một đời thừa. Đấy, tự thân vận động để giành lấy thứ bạn muốn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện chữ nhá. Có nhiều bạn các bạn ấy nghĩ là chữ Hán này không thể viết được đẹp, học tiếng Trung cũng rất khó, chữ Hán thì cũng rất khó nhớ. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta chỉ mãi là thử và sợ thì sẽ không thể thành công được. Ngoài kia có rất nhiều người đã thành công. Đấy, vừa viết được chữ đẹp, vừa nhớ được chữ Hán, lại vừa học giỏi tiếng Trung. Tại sao chúng ta không thử? Nào bây giờ chúng ta sẽ thử nhá. Rồi, các bạn sẽ chú ý vào đây, chúng ta sẽ viết thông điệp này. Thế thì mình lại tiếp tục nhắc nhở các bạn một lần nữa này. Cái thông điệp này ấy, thì các bạn nhớ là viết sách ấy, viết sách nhá, thì các bạn nhớ là chọn cho mình cái đúng cái loại giấy mà mình đã yêu cầu. Thứ nhất, các bạn có thể in ở trên cái file giấy mình gửi cho các bạn, hoặc các bạn có thể tìm cho mình cái loại giấy kẻ caro như này nhé. Đây, kẻ caro như này rất là dễ kiếm, các bạn có thể lên Shopee các bạn đặt, hoặc là các bạn có thể đặt ở đâu, ở ngoài hiệu sách cũng đều có cả, chỗ nào rẻ các bạn mua. Tập giấy kẻ ô ly này ở đâu cũng có mà. Tiếp tục nhé, thì hoặc là cái viết như thế này cũng được, cái loại giấy mà kẻ ô ly học sinh này cũng được nhé. Không thì các bạn viết cho mình cái loại ô ly mễ cũng được nhé, ô ly mễ mà viết theo kiểu giấy của bên Trung Quốc ấy. Đây này, để tập bằng cái này này. Khi nào rảnh thì mình cũng sẽ viết vào đây. Mình sẽ viết bằng bút lông vào đây, viết một số các thông điệp, ví viết bằng phồn thể. Đấy thì chỉ ba loại giấy này thôi các bạn nhé, ba loại giấy thôi. Mình khuyên các bạn nên sử dụng giấy kẻ caro này. Giấy này dày hai mặt này, chúng ta có thể viết nó, thì vì sau này chúng ta viết những cái thông điệp nó dài ấy. Bây giờ mình không thể cho các bạn viết thông điệp dài ngay được, vì các bạn còn phải làm quen và các bạn còn phải thay đổi giấy nữa. Các bạn mà viết trên những cái nền giấy mà không có dòng kẻ rất khó khăn, và nói thực sự là nó không đẹp được đâu, không đẹp, không đều, không thẳng hàng đâu, vì chúng ta là người mới học, mới luyện. Sau này các bạn luyện đẹp rồi, các bạn sẽ không cần người nào hướng dẫn các bạn nữa, và cũng không cần là ai phải sửa bài cho các bạn nữa. Chúng ta sẽ tự cảm nhận và tự sửa được cho bản thân của mình, thì lúc đấy chúng ta hẵng viết ở trên những cái nền giấy, viết có thể nói là tự do tự tại. Đấy, còn bây giờ chúng ta luyện tập, chúng ta nên viết vào những cái loại giấy kẻ ô ly như này các bạn nhé. Đấy là mình lời khuyên chân thành với các bạn đấy, chứ không phải là mình gượng ép các bạn là phải sử dụng đúng cái loại giấy. Chúng ta không sử dụng đúng cái loại giấy, cái khâu chọn bút giấy thực ra nó không quá quan trọng, nhưng phải nói là trong trường hợp mà các bạn là người mới học mà chúng ta lại không có một cái gọi là quy định, rồi là không có một cái gọi là khuôn khổ, thì sau này nó sẽ bị vỡ vụn. Cái nền tảng cơ bản nhất là dựa vào các ô ly này để viết các chữ nó đồng đều nhau, thì chúng ta lại viết là nhảy ô, lệch hàng, trên dưới bị méo. Thì khi mà chữ đã bị méo rồi thì tất cả các nét chữ các bạn viết nó cũng sẽ đều bị méo theo, thì để mà nói về lâu về dài thì nó không thể chuẩn mực được, không thể đẹp lên được. Các bạn có luyện hàng nhiều năm đi chăng nữa, chữ nó vẫn ở cái chỗ mà gọi chỉ là, nếu mà chăm chỉ thì nó chỉ là dừng ở mức độ đọc được, chứ nó không thể là đẹp hay là chuẩn mực hay quy phạm được các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng ở đây chúng ta viết ở trên nền giấy này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ viết câu sân khố bu nứng từng pìa rờ này an thái, chúng ta cũng viết nó như sau. Đấy, chữ sinh này hoạt nha, bộ chấm thủy chúng ta viết khoảng cách nó ra nhé, ngang dài bộ khẩu
khẩu viết theo hình thái là chữ nhật. Chữ bắt này chúng ta nhớ là viết giữa ngang dài viết một nét phẩy dài, và khoảng 1 phần 3 nét phẩy dài chúng ta kéo nét sổ gọn vào đánh một nét chấm dài vào nhé. Năng này, bu nứng, Hán Việt đọc là bất năng. Chữ đẳng các bạn nhìn nha, có bộ chúc phía bên trên, các bạn nhớ viết các nét chấm nó viết tách hẳn ra nhé. Đây, ngang dài. Đấy, ngang dài các bạn nha, ngang dài phía bên trên, ngang ngắn phía bên dưới. Đấy, đây là chữ biệt này, biệt nhân này. Móc nhẹ lên trên như này. Nhân đây, số cong phẩy. Khoảng đầu của nét số cong phẩy khoảng thứ ba này, tức là tương đương với đường kẻ ngang này, chúng ta kéo nét mác vào luôn. Đấy, kéo nét mác vào giật nhẹ ra như này là được nhé. Phẩy cao mác thấp. Chữ lai. Trong tương trung phát âm là lái, nghĩa là đến. Đấy, phẩy mác vươn dài ra như thế này. Thì các bạn nhớ là cái nét này là kéo nét là nét sổ gọn các bạn nhé, chú ý nhé. An bài được viết như sau, bộ miên chúng ta viết là cao lên trên, được viết nhỏ nhỏ hơn một chút này. Nữ phía bên dưới này. Đấy, ngang dài phía bên dưới nhé. Chữ bài thì có bộ thủ là tay, phía bên tay phải là bộ phi 1, 2, 3 này. Đấy, đây là chữ bài. Rồi các bạn đánh cho mình một dấu phẩy ở đây. Chuyển qua đây nhé. Tiếp tục viết chữ yêu này, có bộ á được viết thu về. Nữ phía bên dưới lại tiếp tục được viết mở rộng ra. Sư chỉ, bản thân, tự kỷ. Nó có sẽ có hơi móc nhẹ lên trên các bạn nhé. Chữ kỷ được viết như này. Đấy, nhấn cái bật móc nhẹ lên. Đấy, chúng ta đọc cái câu này trong tiếng Trung là giao sư chỉ truy trông chủ khớ phân tổ, tức là hãy vươn lên bằng chính đôi tay của mình. Hán Việt thì chúng ta sẽ đọc là cái câu tiếp theo, chữ tiếp theo là chữ khứ này, truy là cái là chữ khứ có bộ thổ phía bên trên nhé, ngang dài phẩy, đánh một nét chấm vào. Tiếp tục này, tranh thủ tiếng Trung phát âm là trông chủ thì nó sẽ được viết như thế này, các bạn viết cho mình một nét phẩy ngắn, ngang móc nhẹ, ngang dài. Đấy, xong tiếp tục lại kéo tiếp cho mình lại dài tiếp nha, kéo ngang dài ra nữa nha. Đấy, xong bắt đầu một nét sổ móc nhẹ vào như thế này. Đấy, tiếp theo là chữ thủ được viết như này, có bộ nhĩ này, 1 2, hát nhẹ lên như này. Tiếp tục phía bên tay phải đó là bộ hữu. Đấy, thì đây là chữ thủ, tranh thủ, tức là chúng ta sẽ thực hiện, ra sức thực hiện, tranh thủ nhá, tranh thủ thời gian này. Tức là hãy làm một cái việc gì đó nhanh chóng đi, nhân tiện tranh thủ đi. Rồi, tiếp tục chúng ta viết chữ hòa, xuống dòng viết chữ hòa ở đây. Nào, chúng ta sẽ viết chữ hòa nào. Hòa đây các bạn nha, chúng ta viết một nét phẩy nằm này. Ngang này là ngang hơi chắc chéo lên một chút, ngang ngắn ấy. Phẩy chấm, bộ khẩu giật nhẹ này, ngang. Bộ khẩu viết ở vị trí phía tay phải được viết to hơn một chút nhé. So với bên tay phải được viết to hơn so với vị trí nằm tay trái. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ viết chữ phấn nha. Phấn có bộ đại phía bên trên này.
điền này. Đấy, điền chúng ta sẽ hơi có móc nhẹ lên trên một xíu nhá. Tiếp tục chúng ta viết chữ đấu nào. 1 2 ngang dài sổ. Sổ thì cứ theo đường kẻ dọc này mà kéo xuống. Rồi, phẩy. Câu tiếp theo chúng ta sẽ viết đó là tự thân vận động để giành lấy thứ bạn muốn. Đấy. Nào, chúng ta tiếp tục viết. Đây là chữ nhi này. Nhi cũng là bộ nhi luôn. Đấy. Nếu ta viết gọn trong một ô thôi nha. Các bạn viết bự quá là bị lỗi bố cục ấy nha. Bất này, phẩy dài này, số gọn này, chấm dài này, bất luận đúng không? Bất luận là không kể gì, bộ ngôn này, nhân này. Đấy, tiếp tục viết một nét phẩy, số cong móc. Chữ kỳ, kỳ. Phẩy nhá, phẩy nhá, chấm này. Đấy. Các bạn nhớ viết gọn trong một ô nhé. Tiếp tục là chữ chía của, nghĩa là kết quả, nghĩa là kết quả có ra sao ấy. Đây chúng ta viết nó như sau. Chữ chía viết nó như thế này, có bộ mịch này. Phẩy này. Đấy, tiếp theo này. Hắt nhẹ từ dưới hắt nhẹ lên. Ngang dài bộ sĩ phía bên trên, bộ thủ phía bộ khẩu phía bên dưới. Mình quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Chữ của, tức là chữ quả ấy, thì các bạn sẽ viết như thế này. Chúng ta sẽ viết một bộ điền thu về. Ngang dài sau đó kéo sổ thẳng từ trên xuống. Phẩy. Mark. Đấy, chứ không phải là chúng ta viết bộ điền xong rồi bắt đầu mới viết bộ mộc phía bên dưới nhá. Kéo sổ thẳng từ trên xuống nhá. Tiếp tục là chữ thị này. Ngang dài chết chéo từ dưới chết chéo lên. Phẩy mác vươn dài. Mình biết các bạn viết những cái chữ thị hay là một số những cái chữ quả của này ở trong một cái ô ly nó khó. Nhưng bây giờ chúng ta luyện chữ thì chúng ta bắt buộc phải luyện trong một ô các bạn nhé. Các bạn có thể viết là nó lệch ô, viết to hơn ô hoặc là viết nhỏ so với tỷ lệ thuận của ô. Vì chúng ta vào nhóm là luyện chữ đẹp. Chúng ta vào nhóm là luyện chữ đẹp và luyện chữ chuẩn mực quy phạm. Còn nếu như mà để viết được thì chúng ta không cần phải vào nhóm. Để viết được ấy thì các bạn chỉ cần viết được ra chữ thôi. Còn đọc được hay không thì lại là do còn phụ thuộc vào người đọc. Còn nếu như các bạn viết đẹp, viết chuẩn mực, viết các chữ nó nằm gọn trong một ô thì chắc chắn với các bạn là những người đi học chữ Hán người ta sẽ đều đọc được. Còn nếu như chúng ta chỉ dừng ở mức độ là chúng ta viết được chữ thôi ấy. Đấy, thì mình cũng không đảm bảo là các bạn viết chữ được thì các bạn cho rằng đó là xấu hay là đẹp, người khác có đọc được hay không, cái này mình không không rõ. Nhưng mà nếu như các bạn viết chữ mà các nét chuẩn mực thì mình tin chắc 100% người khác sẽ đọc được chữ của các bạn. Đấy, nếu như người ta có đi học chữ Hán người ta sẽ đọc được, vì chúng ta viết chữ chuẩn mực, viết đẹp thì nó sẽ là như ở trong sách nhá. Thì để mà dừng ở mức độ là chữ cải thiện, chữ đọc được, thì các bạn cố gắng viết gọn trong một ô đủ nét, đủ chữ, tạo hình hình thái chữ Hán làm sao mà giống nhất với lại mẫu ở trong sách là được. Đấy, còn nếu như chúng ta viết chữ đẹp, chúng ta tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục viết tiếp các bạn nhé. Chế quả sư xỉ sư bê, tức là nếu như mà dù kết quả có ra sao hay nữa, vui hay là buồn chăng nữa nhé, thì chúng ta viết cái chữ hỉ được viết như thế này. Rồi tiếp theo chúng ta lại viết tiếp đó là chữ hỉ các bạn nhé. Hỉ thì có bộ sĩ phía bên trên này. Chấm phẩy. Chúng ta từng viết rất nhỏ thôi nhé. Bộ khẩu phía bên dưới chúng ta cũng sẽ viết nhỏ thôi. Đấy, chữ hỉ. Tiếp tục lại là chữ thị tiếp. Chúng ta để ý chữ thị được viết như sau. Có bộ viết này. Ngang dài thì chắc chéo lên trên như này. Phẩy. Đấy. Kéo mát vào nha. Rồi. Tiếp tục. Nhớ viết gọn trong một ô nha.
Bi này, bi tức là đau buồn này, bi thương này. Đấy, bộ tâm phía bên dưới. Ok, tiếp tục chúng ta viết một nét phẩy. Ngang dài nhá. Tan khởi ý. Ở đây câu này trong tiếng Trung đó là câu tan khởi ý quay chia từ sự. Đấy. Thì có thể là, và cho dù kết quả có sao đi nữa, bạn cũng có thể tự an ủi rằng cái câu này là câu có cái đoạn cặp từ là an ủi. Bây giờ mình sẽ viết cái từ cặp an ủi cho các bạn xem nhé. Khởi ý đầu tiên viết câu khả dĩ trước này. Ngang dài bộ khẩu viết ở ngay đoạn đầu này. Số móc. Tức là cái chữ khả này thì các bạn viết nét ngang dài thì số móc kéo gần như ở giữa nhé. Tiếp tục viết cái chữ dĩ này. Đấy. Trình bày gọn ô như này thôi. Viết nó 2, 4, 6, 8. 8 chữ một dòng các bạn nhé. Tính cả dấu phẩy. Chữ này là chữ quay chia, nghĩa là an ủi. An ủi các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết từ. Chữ này là chữ úy này. Hàn Việt đọc là úy, nghĩa là an ủi này. Thì chữ này hơi khó một chút, các bạn để ý cho mình một tí nha. Đây đầu tiên nó sẽ viết như thế này. Nó sẽ có bộ bộ thi phía bên trên này. Sau đó bộ thị phía bên trong như thế này. Đấy. Tiếp theo là phía bên tay phải chúng ta sẽ viết đó là bộ thốn. Đấy, cuối cùng phía bên dưới chúng ta viết một bộ tâm. Đây. Chữ úy đây. Tiếp tục là phía bên tay phải. Chữ này là chữ tá tạ. Nó cũng có ý nghĩa là nhường nhịn này, cũng là có nghĩa là an ủi này. Thì mình sẽ viết nó như thế này. Nó có được bộ thảo phía bên trên. Đấy. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ viết bộ lỗi nhé các bạn nhé. Chắc là các bạn chưa biết cái bộ lỗi này là cách viết nó như thế nào đúng không? Ba nét ngang, hai nét ngang ngắn, một nét hất nhẹ nhẹ này, sổ này. Đấy, tiếp tục viết một nét phẩy từ trên phẩy nhẹ xuống này, chấm này. Sau đó phía bên tay phải này các bạn viết cho mình ngang ngắn, sổ sổ giựt nhẹ, ngang dài nhặt phía bên dưới hơi có móc nhẹ để gọn chữ. Đấy. Các bạn nhìn chữ này viết rất là khó đúng không? Cho nên các bạn chú ý cho mình từng những cái chi tiết một nhé. Rồi tiếp tục chúng ta lại viết chữ đích. Đích thị. Đây thị đây. Lại tiếp tục là viết những cái bộ viết phía bên trên ấy. Viết nhỏ lại thu thu hai bên về như này các bạn nhé. Ngang dài chất chéo lên này. Đấy. Rồi mình đánh một dấu phẩy ở đây. Chúng ta viết chữ nhĩ nào. Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai nào. Chỉ về bạn nhé. Phẩy kéo thẳng từ trên xuống. Chỗ này là viết cho mình bộ tiểu. Chấm trái này. Chấm ngắn này. Đấy, hai nét chấm được viết vuông sang hai bên nhé. Chữ tổng này có bộ khẩu này, tâm này, ba nét chấm đi chéo chéo lên trên như thế này. Nào tiếp theo chúng ta sẽ viết chữ bắt tiếp các bạn nhé. Ngang dài phẩy số gọn chấm dài. Tiếp theo là chữ uổng được viết như sau, có bộ mộc phẩy chấm. Phía bên tay phải là có chữ vương này. Đấy, đây là chữ uổng các bạn nhé. Uổng phí đấy. Đấy. Bất uổng này nghĩa là không có uổng phí. Tiếp tục là chúng ta sẽ viết chữ tại này. Tại chúng ta viết một nét ngang ngắn. Giữa ngang ngắn viết một nét phẩy. Sổ.
thổ phía bên trong. Ngũ quai xước. Đây là chữ giá các bạn nhé, tức là không không có gọi là không gọi là cái câu này thì là ít ra mình đã không sống uổng một đời thừa, thì nó thuộc về cấu trúc ngữ pháp, cho nên là phần này thì chúng ta sẽ bàn luận sau. Chúng ta tập trung vào đây, chúng ta viết cái câu này, chữ thế giới nha các bạn, nhìn một nét ngang dài này, đây sổ sổ gập gập. Đó là chữ thế giới được viết có bộ điền. Viết xong bộ điền đi. Phẩy. Phẩy mác vươn dài nhé. Đấy, sau đó là số phẩy. Số gọn. Không đúng, nó là nét số kim cơ, kéo dài từ trên xuống, viết dài ra các bạn nhé. Sảng, thượng. Đấy. Tiếp tục vào chữ hoạt tiếp các bạn ạ. Phải nằm này, ngang dài này, bộ khẩu này. Rồi. Liễu. Chữ liễu này là nó là nét sổ móc ấy, nó không phải là nét cong móc đâu các bạn nhé. Đấy, cho nên các bạn cần chú ý giúp mình. Ngang dài. Tiếp theo là tới chữ... chữ này đó là chữ chữ trường các bạn nhé. Trường này nghĩa là sân bãi này, hay là một trận, hay là một cuộc gì đó đấy. Nó chỉ về lượng từ dùng để chỉ những cái sự việc đã xảy ra. Đây chúng ta sẽ viết có được cái bộ thổ. Tiếp theo chúng ta sẽ viết ngang gập. Ngang gập móc như thế này. Phẩy 1, 2. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái thông điệp thứ 10 này. Thông điệp thứ 10 này khả năng là nó sẽ là thông điệp dài nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dòng các bạn nhé. 6 dòng và lặp đi lặp lại khá nhiều đấy. Khá nhiều chữ thị này các bạn để ý cho mình là viết gọn trong một ô này. Ngày hôm nay mình sẽ ghi ngày tháng vào đây. Đó là ngày cuối tuần năm 2023 này. Đấy. Ai nính ơi san sứ yê, tức là tháng 10 và hai, hôm nay là ngày 29 đấy. Ai sứ chiều, ai sứ chiều hảo đấy, thế là 29 nha. Ngày 29 thì chúng ta viết trong tiếng Trung, chúng ta sẽ viết 5 tháng ngày nhé, viết lộn lại nhé, đừng có quên ký tên ở đây. Rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái thông điệp thứ 10. Thế thì thông điệp thứ 10 này mình sẽ đọc lại cho các bạn một chút này. Đấy. Đừng phó mặc cuộc đời cho người khác, hãy vươn lên bằng chính đôi tay của mình. Đấy. Tự thân vận động để giành lấy thứ bạn muốn, và cho dù kết quả có ra sao đi nữa, bạn cũng có thể tự an ủi rằng ít ra mình đã không sống một đời thừa. Đấy. Thế thì về nhà thì các bạn sẽ tiếp tục viết cái thông điệp thứ 10 này. Mình sẽ gửi cho các bạn vào trong nhóm cái nội dung, rồi là phần video để cho các bạn có thể vừa xem vừa viết lại nhé. Bạn nào mà sử dụng mà không đúng bút giấy là bài của các bạn sẽ bị xóa đấy. Còn một số bạn mà nếu như xem được video này mà chúng ta muốn luyện chữ đấy, muốn chấm và sửa bài luyện chữ và cùng vào nhóm để có thể là nâng cao được cái khả năng viết chữ Hán hay là học về tiếng Trung này, thì các bạn có thể liên hệ với mình để mình thêm các bạn vào nhóm nhé.